chữa đau lưng, đau nhức xương khớp, chân tay tê bại. Rễ trinh nữ đã thái mỏng, tẩm rượu, sao cho thơm. Lấy 20-30 gram, sắc với 400ml nước, còn 100ml. Uống làm 2 lần trong ngày. Nếu được dược liệu nhiều thì có thể nấu thành cao lỏng, rồi pha rượu để dùng dần. Dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác theo công thức như sau. Bài thứ nhất, rễ xấu hổ, rễ bưởi bung, rễ cúc tần, mỗi thứ 20 gram. Rễ đương lăng, rễ cam thảo, mỗi thứ 10 gram, sắc uống trong ngày, có thể ngâm rượu. Bài 2, rễ xấu hổ, cả cây xoan leo, tầm phỏng, mỗi thứ 20 gram, rễ cỏ xước 15 gram, củ xả 10 gram, tất cả sau vàng, sắc uống ngày một thang. Hoa trinh nữ có tác dụng chữa nhiều loại bệnh mà có thể bạn chưa biết. Bài thứ 3, rễ xấu hổ, thân cây ớt lá to, thân cây bọt ớt, rễ khúc khắc, mỗi thứ 10 gram, rễ bạch đồng nữ, quả tơ hồng vàng, mỗi thứ 8 gram, tất cả nấu với 2 lần nước, rồi cô lại thành cao lỏng, uống làm 2 lần trong ngày. Bài thứ 4, rễ xấu hổ 10 gram, lá cối xay, rau muống biển, lạc tiên, rễ cỏ xước, lá lót, mỗi thứ 3 gram, hãm với nước sôi hoặc sắc uống. Bài thứ 5, rễ xấu hổ, hy thiêm, gai tầm sọn, dây đau lưng, xiên liên kiện, thổ phục linh, tục đoạn, dây gấm, kê huyết đằng, mỗi thứ 12 gram, sắc uống hoặc ngâm rượu uống. Hỗ trợ điều trị dự phòng tái phát đau xương thấp khớp, tê thấp. Rễ xấu hổ và rễ cây lá lót, mỗi thứ từ 15-20 gram khô, sắc uống trong ngày. Hoặc dùng nước sắc cây xấu hổ và cây lá lót, cho thêm một chút muối ăn để ngâm các khớp bị bệnh trong thời gian chừng 20-30 phút khi nước thuốc còn ấm. Viêm khí quản mãn tính. Rễ cây xấu hổ 100 gram sắc với 600ml nước, lấy 100ml, chia làm 2 lần uống trong ngày, mỗi liệu trình 10 ngày. Các quan sát lâm sàng cho thấy 10-70% bệnh nhân khỏi bệnh hoặc có thể chuyển biến tốt sau một liệu trình. Tỷ lệ này là 80% sau 2-3 liệu trình. Thuốc tắm chữa viêm khớp. Cây xấu hổ, lá lót, mỗi thứ 40-50 gram. Lá long não, quế chi, hắc hương, tía tô, cây hy thiêm, lá ngải cứu, đờn tướng quân, mỗi thứ 30-40 gram, cho tất cả vào nồi, thêm nước xăm sắp đun sôi, tới khi có mùi thơm tỏa ra, trùm vải kín để hơi nước ngấm vào trong bộ phận bị bệnh, xong khoảng 10-15 phút mỗi ngày, tới khi mồ hôi ra toàn thân thì dừng lại, nên xong hoặc tắm hơi một ngày một lần, mỗi liệu trình 2 tuần, và sau đó nghỉ một tuần, rồi làm tiếp liệu trình khác. Chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ, trần trọc. Cành lá xấu hổ 15 gram, rửa sạch, cắt ngắn sao vàng, sắc uống, hoặc phối hợp với cây nụ áo hoa tím 15 gram, chua me đất, hoa vàng 30 gram, lạc tiên, mạch môn, thảo thuyết minh, mỗi thứ 10 gram, sắc uống ngày một lần, dùng 7-10 ngày. Hỗ trợ điều trị viêm khí quản mãn tính. Rễ cây xấu hổ 100 gram, sắc với 600ml nước, lấy 100ml, chia làm 2 lần uống trong ngày, mỗi liệu trình 10 ngày. Chữa bệnh zona. Lá cây xấu hổ giã nát, đắp vào chỗ bị bệnh. Chữa đầy bụng, chậm tiêu. Lá và cành xấu hổ 16 gram, thần khúc 12 gram, bạch thược 16 gram, mạch nha 16 gram, sắc làm 2 lần, mỗi lần lấy 1 bát nước. Uống sau bữa ăn trưa và tối, dùng 3-5 ngày. Chữa khí hư. Rễ xấu hổ tươi giã nát, ép nước rồi uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 thìa canh trong một tuần. Và đó là những công dụng của cây xấu hổ, hay người ta còn gọi là cây hoa trinh nữ hoặc là cây mắc cỡ. Thì mình cũng giới thiệu thêm các bạn về cái nguồn gốc của cây hoa này và ý nghĩa của cây hoa ha các bạn. Thì nguồn gốc của cây hoa trinh nữ trong dân gian có tên khác là cây mắc cỡ, cây xấu hổ hay là cây hàm tu thảo. Đây là thực vật thân thảo sống tuổi đời ngắn hạn của họ đậu.
Đặc điểm của cây là một cách dễ dàng, đó là cây lá kép, được xem là một cơ chế tự vệ của hoa trinh nữ để tránh khỏi xâm hại. Điều đặc biệt nhất là nó có thể ghi lại những sự việc xảy ra tương tự động vật, khả năng trên được các nhà khoa học phát hiện ra vào năm 2014. Sự tích buồn về hoa trinh nữ, ý nghĩa của hoa trinh nữ, sự chờ đợi của một người đàn bà. Ngày xưa, theo dân gian kể, nhà kia có hai thế hệ đàn bà. Cả hai họ đều là những người đàn bà thủy chung sắt son đợi chồng đi lính. Người ông và người bố đều lần lượt ra đi chiến đấu nơi chiến trường đầy ác liệt. Tuy nhiên, chỉ có người bố trở về, còn người ông đã mãi mãi nằm đợi tại chiến trường. Khi nghe tin, bà và mẹ cô chỉ hai hàng nước mắt oán trách đời đất vô tình. Chính vì thế mà khi cô gái chào đời, bà và mẹ cô đã hứa với nhau sẽ không để tình cảnh này lặp lại nữa. Cô bé lớn lên trong tình yêu của bố mẹ và bà. Càng lớn, cô gái càng trở nên xinh đẹp, sức sống mơn mởn từ những nụ hồng. Tuy nhiên, gia đình cô ngăn cấm, không cho phép cô nói chuyện với những người lính. Tiễn người yêu ra tiền tuyến. Vào một ngày nọ, chàng trai sát cạnh nhà cô khăn gói vội vã lên đường nhập ngũ. Chàng trai đánh liều hỏi cô: "Thế có chờ không? Sao lại hỏi bông tầm xuân liệu có nở trước lúc mặt trời mọc không?" Vừa nói, hai hàng nước mắt cô gái lăn dài trên đôi má hồng đào. Nghe thế, chàng trai hứa với lòng mình nhất định sẽ quay lại cưới nàng. Mẹ và bà cô hết mực khuyên rằng, họ kể cho cô những nỗi đau của người đàn bà đợi chồng. Tuy nhiên, cô gái không nghe, bố cô thì lại gạt hết. Ông bảo cô: "Nếu muốn thì hãy cứ đợi, vì mẹ con vẫn đợi đến lúc bố về được đấy thôi." Rồi thời gian trôi qua, biết bao nhiêu người lính ra đi rồi trở về, những chàng trai ấy vẫn biệt tâm. Thực ra, chính vì sự dũng mãnh trên chiến trường và lòng trung thành, anh được nhà vua giữ lại làm cận vệ. Dưới lưỡi gươm sắc bén nhuốm đầy máu tươi, chính rất nhiều người từ chiến trường đến triều đình. 17 năm một lòng trung thành bên nhà vua, cũng chính là người 7 năm chung mòn mỏi chờ đợi của cô gái. Rồi lần lượt bà và bố mẹ cũng ra đi, nhưng cô vẫn kiên quyết đợi chờ. Khi đã qua tuổi lấy chồng, cô gái âm thầm tự mình để tang người yêu. Người yêu nàng trinh nữ quay về. Tuy nhiên, vào một buổi chiều, chàng trai quay về uy phong lẫm liệt nhưng lại có phần gan góc. Nàng trinh nữ còn do dự băn khoăn liệu có phải chàng hàng xóm năm xưa. Cô rụt rè cất tiếng hỏi: "Thế có chờ không?" Mãi cho đến khi chàng trai gọi tên, hôn sự an bài, nàng khoác y giá trên vai ngồi trong phòng tân hôn thì mới tin rằng người đó là chàng trai năm xưa. Chàng kể cho nàng nghe những trận chiến oanh khốc và hải hùng, những chiến công hay cả sự ganh đua và những cả thanh gươm bị nhuốm màu đỏ, những oán thù hay cả sự ganh ghét khiến nàng sợ hãi, những oan hồn lãng vãng khắp gian phòng, những bóng dáng người đàn bà đáng thương đòi trả lại mạng cho người nhà. Sự lo lắng hoảng hoạn đè lên nàng khi nghĩ đến người đàn ông nàng đợi chờ lâu nay. Sự trấn an không một chút dịu dàng mà toát ra đầy vẻ máu lạnh và vô tình từ khuôn mặt chàng. Cô gái cầu xin từ chàng một nụ cười để nàng tin rằng đó đây chỉ là ảo giác. Nhưng nụ cười hiện lên trên mặt chàng đầy sự dữ tợn đến rùng mình. Cô gái bỏ chạy và hét lên. Chàng trai cận vệ hiểu được không một ai muốn yêu một kẻ máu lạnh. Tiếng than đầy chua xót từ lòng chàng. Từ đó chàng trai bỏ xứ ra đi cùng thanh kiếm ấy. Sự tích của hình thành hoa trinh nữ. Thì lúc từ ngày chàng bỏ ra đi, cô gái vẫn một mình sống đơn độc. Mọi người gọi cô nàng trinh nữ là cô đơn. Bao sự xấu hổ, những nỗi sợ hãi đau thương bủa vây lên cô. Mỗi khi nghe thấy tiếng động, khuôn mặt cô đều được đôi bàn tay che kín. Cuộc sống của cô quẩn quanh trong nỗi cô độc, đau thương, rồi cứ thế mà kết thúc. Khoảng thời gian lâu sau đó, trên mộ phủ cùi con gái trinh nữ mọc lên một loài cây dại. Cây lá xanh tươi, hoa của nó có màu tím dịu dàng, mê hoặc những toàn thân bao phủ gai góc. Những chiếc lá nhỏ xếp thành hành lá lớn chạm vào lá kép, tự động khép lại như nàng trinh nữ. Chuyện về loài hoa trinh nữ chính là sự cô đơn, sự chờ đợi, nỗi niềm đau khổ, sự chờ hãi và cả sự hy vọng vào tình yêu. Và ý nghĩa của
cái hoa trinh nữ này. Đó chính là một cô gái đứng trước người mình yêu ngại ngùng e ấp. Những chiếc lá mỗi khi chạm nhẹ vào khép lại đầy e thẹn, nhưng nếu không có tác động lá sẽ mở ra sau vài phút. Chính chi tiết này, con người ta đã thấy được hình ảnh rất đẹp và trong sáng, cứ ngỡ như người thiếu nữ năm xưa. Màu tím nhạt yêu kiều tượng trưng cho sự lãng mạn, một lòng son sắt chung thủy. Cứ như quy luật của thiên nhiên, hoa này tàn đi thì hoa khác lại nở. Cũng giống như chuyện tình bền bỉ vượt qua bao chông gai, hình ảnh hoa trinh nữ giống phẩm chất quý báu của con người. Đó chính là lòng tự trọng vốn có, biết xấu hổ cũng chính là có lòng tự trọng. Nếu bạn tặng loài hoa này cho một cô gái thầm thương trộm nhớ, có thể hiểu rằng sự hiệu dàng của nàng đã khiến con tim ta hao mòn. Ta yêu thích điều đó tới mức hết sức sự kiềm chế, và con tim đã yêu thương nàng từ bao giờ không biết được. Dù trong hoàn cảnh hay là thời tiết khắc nghiệt thì loài hoa này vẫn có thể sinh trưởng và phát triển. Nên hoa xấu hổ còn đại diện cho sự sức sống, sự phi thường, sẵn sàng và đứng lên mọi gian khổ. Đó là những cái ý nghĩa của loài hoa và sự tích của hoa trinh nữ. Ngoài ra thì cái lợi ích của nó rất là có ích cho sức khỏe của con người. Nó làm giảm đau và ức chế thần kinh, trị chứng mất ngủ, suy nhiệt thần kinh, huyết áp cao, viêm ruột non, viêm gan, viêm phế quản, viêm kết mạc cấp, phong thấp tê bại. Và ý nghĩa của nó cũng đem lại một lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like, subscribe để đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog, nhận những video sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.